33 tuyển thủ của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ được chia ra làm 3 nhóm, tập trung vào 3 thời điểm. Cụ thể, nhóm 1 gồm 23 cầu thủ thuộc quân số các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng nhất và nhóm B V-League sẽ hội quân từ ngày 2 tháng 11. Nhóm 2 gồm 2 cầu thủ của Viettel là Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung sẽ hội quân vào ngày 3 tháng 11 sau khi cùng đội bóng chủ quản tham dự trận đấu ở vòng áp chót V-League. Trong khi đó, nhóm 3 gồm 8 cầu thủ còn lại của các đội bóng thuộc nhóm A V-League sẽ hội quân từ ngày 9 tháng 11. Đa phần các cầu thủ ở đợt tập trung này đều là những cầu thủ đã góp mặt ở lần tập trung hồi tháng 8 vừa qua. Chỉ bổ sung 5 cái tên là Liêm Điều của Dược Nam Hà Nam Định, Tuấn Nghĩa của SHB Đà Nẵng, Trọng Hiếu của Hải Phòng, Thanh Bình của Bình Định và Nguyên Hoàng của Sài Gòn. Theo kế hoạch, đợt tập trung này sẽ kéo dài tới ngày 16 tháng 11 trước khi các cầu thủ trở về với câu lạc bộ để thi đấu vòng loại và vòng chung kết U21 quốc gia.